Với hàng loạt rắc rối xảy ra, phim của Tiêu Chiến không còn được khán giả mong chờ như trước. Ba bộ phim mới của Tiêu Chiến sẽ lên sóng trong tương lai, độ mong đợi của khán giả đều rơi khỏi top 5. Có thể nói trận dịch trong mùa xuân năm nay được xem là sự khảo nghiệm, thử thách với các ngành nghề, bao gồm cả giới phim ảnh. Phải biết rằng có rất nhiều phim truyền hình và điện ảnh đến thời điểm hiện tại vẫn không cách nào lên sóng, công chiếu được, chỉ có thể đợi rồi lại đợi. Tiêu Chiến Nam Minh Tinh đỉnh cấp lưu lượng nổi trong mùa hè năm 2019 chịu ảnh hưởng không ít từ chuyện 227 và dịch bệnh lần này. Những sự cố, rắc rối đó dẫn đến ba bộ phim mới của anh chàng không cách nào ra mắt được. Điều này cũng kéo theo các bộ phim của Tiêu Chiến không nhận được nhiều sự mong đợi của khán giả như trước đó. Trong bảng xếp hạng những bộ phim truyền hình được khán giả đón chờ nhất, thứ hạng tác phẩm của Tiêu Chiến không hề cao. Trong đó, Lan Điện Hạ xếp vị trí thứ 8, Đấu La Đại Lục đã giảm xuống vị trí thứ 12, thật sự vô cùng bất ngờ. Trong khi đó, bộ phim Dư Sinh Xin Chị Giáo Nhiều Hơn mà Tiêu Chiến hợp tác cùng Dương Tử cũng rớt xuống vị trí thứ 10. Trước khi chuyện 227 xảy ra, ba bộ phim của Tiêu Chiến có thể được xem là những tác phẩm nhận được sự mong đợi lớn nhất từ khán giả. Có điều, kết quả cuối cùng phải đợi phim lên sóng và rating mới, có thể xác định được Tiêu Chiến trở lại giới giải trí thành công hay không.